Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên ở trong xê đấu thứ 5. Và thay mặt các chương trình thì tôi xin cảm ơn đến nhà tài trợ Golden Field. Xin bạn cảm ơn nhà tài trợ Asus AUI Việt Nam đã tài trợ thiết bị để cho đội ngũ kỹ thuật viên của KTV thực hiện đấu đỉnh cao như cái đấu này. Và cũng cảm ơn tất cả các quý khán giả của KTV đã chú ý lắng nghe theo dõi. Chúng ta đến với màn hình máy của Chip Boy, game thủ cầm Baby. No 1 là người cầm cho Son, Hào cầm hit, như vậy là hai hit, một cho Son và một Baby. Vâng, Chip Boy sẽ lại có nhiệm vụ một mình một cánh, còn No 1 sẽ phải sơn lờ chéo cánh bên kia để cho hai nhà cung Hitty có thể đánh được cung. Vâng, không biết là bên bạn quân gì, Chip Boy sẽ quân anh cái. Vâng, Egypt Sam hit Greg, như vậy là cân thôi. Sam cân Baby, Egypt hit cân với hit Greg cân cho Son, cân chặt chẽ. Hai gọi anh trai Lộc ơi. Vâng, các bạn theo dõi màn hình máy của game thủ Hello Chip Boy. Như vậy là đàn hiệu 6 con. Còn gì không? Không, như vậy là đàn hiệu 7. Và khá nhiều vòi lẻ xung quanh nhà. À không, đây cũng không phải là vòi lẻ. Có tới 3 con vòi. Và con hiệu đang khá cứng đầu. Trận này Chip Boy chắc chắn sẽ phải đánh chém rồi. Máy máy No 1 người dâng lờ treo cánh. Vâng, No 1 thì hiếm khi có những turn mà lên đời sớm lắm. Bởi vì cái bài dâng lờ của anh thì thường sẽ là mặc định 26 dân. Có quả phụ ở bài đấu này. 26 dân, vâng, tôi vừa nói xong thì lại là bài 26 dân. Có vòi, có hiểu, có quả. Như vậy là bài được. Bài được dành cho Son. Theo thông tin nhận về thì game thủ mô 6 là người làm nương chừng và ở giữa nhà mô 3 Mạnh Hào và nhà mô 4 Chim Sẻ. Đây là Chim 26/28, vâng, thế nhà siêu đẹp dành Hitty của Chim Sẻ. Úi ôi. Vâng, đây người ta gọi là thế rồng cuốn và hổ vồ. Đồ ăn là đủ. Vâng, bài mắc của mắc dành cho Sẻ. Úi xôi ôi. Vâng, trận này mà không bị ai chém vào thì xin phép tôi cần. Vâng, cả bốn ông bên kia luôn. Ok. Vâng, bài đẹp phục địch thiên hạ luôn. Đây là Hào. Vâng, bài Hào cũng được nhưng đồ ăn dường như là hơi ít. Bài Hào cũng là bài hai cánh rừng. Vâng, ba cánh rừng. Nhưng bài này thì cần phải có cái thời gian để cho Hào cơ cấu. Quay trở lại với người dâng lờ nữa một thôi. Vâng, màu 6 lên sớm là game thủ cầm Samurian. Samurian ở giữa hai nhà Sẻ với Hào đúng không?
Nó nằm lưng chừng đấy, nó muốn có chọc về không. Vâng, gặp con Summer thì ai cũng ngại chém thôi. Và cái loại dân rất trâu máu. Vâng, chiếc bé ăn vàng đầu tiên đã được đóng. 4 dân ăn vàng thôi sao. Có công có giáp cho con ngựa giò. Và đây rồi, gặp màu 7 đẩy tê. Màu 7 muốn đẩy tê vào góc 3 giờ để xem rằng đó là nhà ai. Nhưng bị chơi luôn, ăn được con tê. Rất mát máy. Vâng, ngựa giò dường như công giáp chơi. Công giáp thì chơi thôi. Vâng, nông dân đang ngáo đá bởi game thủ tí. Game thủ cầm màu 7. Vâng, 6 đã lên đời rồi. Con tê thứ hai của tí. Vâng, pha về rất nhanh tay của game thủ màu 7, game thủ tí. Giò lọt vào bên trong nhưng nó không còn quá nhiều máu nữa rồi. Nó một không chém nhà kẹp xăm à. Đây là Mạnh Hào. Mạnh Hào cầm Hitty đã khung nhà xong nhưng chặt gỗ không nâng được. Bài rất xấu dành cho Hào. Đây là chim sẻ. Vâng, không ai chém cho sẻ trận này. Và sẻ thậm chí cũng không cần luôn. Thế nhà rất đẹp. Quay trại với N1 báo về là màu 7 chết. Vâng, chết được không. Bắt đầu có chém lao vào màu 7 đang phải bò nhỏ. Bò nhỏ khá nhiều những vị trí làm ăn. Nhưng N1 có turn đi đường vòng. Turn đi đường vòng của N1. Tí đang bò e cũng rất nhanh ở khoanh ruộng của mình. Có đi vòng được không? Ra giữa bản đồ đi tìm thêm đồ ăn hoàng. N1 không chém được màu 7. Vâng, báo ẩu rồi. Chém được mấy đầu bảo màu 7 chết. Màu 7 không khỏe lắm thôi. Chứ cũng không phải là một bài yếu. Sẽ bắt đầu đẩy cung ra để có thể chơi nhà màu 6. Hào ổn không Hào? Vâng, Hào vẫn đang khá yên ổn. Như vậy là hai hit sẽ tươi. Quả trả với Chip Boy cánh bên kia. Vâng, Chip Boy lại có bài cân đôi. Chip Boy cân đôi. Vâng, chém nhà màu 8. Bây giờ lọt vào nhà màu 5 một turn để khiến màu 5 yếu. Màu 5 là cung Egypt của đội bạn. Nhưng bây giờ thì cung Egypt bắt đầu tụ được vào. Vâng, N1 vẫn báo về 7 chết. Vâng, như vậy là đẩy cung lên là khả năng chết này. N1 vẫn đang sóc chém rất đều khi ở nhà của anh không bị ai chặn. À đây rồi, bây giờ mới bị màu 6 chặn. Như vậy là nếu như màu 6 chặn nhà của N1 thì đồng nghĩa việc là, vâng, ở cánh bên kia thì sẽ và Mạnh Hào sẽ khỏe nguyên. Vâng, đang phải chạy dần đến từ N1. Đây rồi, chơi kìa, sẻ đi quân kìa. Chơi luôn từ này, pha kết độc quân giữa sẻ và N1. Vâng, bài màu 7 là một bài yếu thôi chứ không phải bài khỏe nguyên. Hoàn toàn N1 có thể tự chơi được. Thế ngon đấy nhá, vâng, chiếc bòi tham còn 27 thôi. Chém bay nhà màu 8. Mày hào tham 45. Quản lại dân nhà của màu 6. Màu 6 đang có khá nhiều lạc đà. Bài tạm thời đang là 3 dành cho Hào. BC đã có rồi. Hào đang phát triển khỏe hơn. Đây là mảnh máy của chim sẻ. Và như vậy có màu 5 song thủ cho màu 7. Nhưng bài 7 là bài không đẹp. Vâng, trận này hai cung hit. Vâng, ông nào cũng đánh 3A bịt thật. Ông nào cũng 3A. Sẻ tăng A chưa? Vâng, bây giờ mới là chiếc nhà BA thứ tư dành cho game thủ chim sẻ. Cẩn thận bên nó ốp luôn đi nha. Vâng, họ ốp luôn này. N1 có quân về nhà sẻ đỡ đi. Ốp luôn đấy. Có cần phải đỡ không? Ăn vàng bên trong nhà của sẻ để yên ổn hơn. Bắt đầu đập BC. Vẫn đang là bài 4A vắt đều. Đầu máu luôn chưa? Chưa đập được BC.
Đội bạn muốn ốp xẻ này. Có cả màu 6 ở đây. Phá 3 vs 1. Tơn này sẽ là tơn rất căng. Tơn này cần phải đỡ được. Và sẽ cần phải có sự giúp đỡ từ những người đồng đội. Chứ một mình sẻ thì là hơi khoải. Mặc dù sẻ cầm cùng tuyển Hitty, nhưng bên phía bên kia cũng là cùng Egypt và cùng Hitty. Hai lại cùng không hề yếu hơn cùng của game thủ chim sẻ. Nhưng khi chưa có màu 6 thì tạm thời vẫn đang đỡ được. Vòng màu 7 rất yếu trong trận này. Một trận chém tốt của màu 1 và chip boy. Vâng, tiếp tục lao vào trong để quấy rối nhà màu 7. Màu 7 đang phải bo nhỏ quá nhiều những đơn vị làm ăn của mình. Trong khi đó cánh bên kia thì chip boy cần tươi nhà màu 8. Thằng này 32 dành cho chip boy. Hào 86x. Bây giờ thì Hào khỏe rồi. Cho hai cung R lên góc 12 giờ. Chắc chắn có đơn vị ăn hoàng của màu 6 trước góc 12 giờ, tôi khẳng định. Quay trại với chim sẻ thôi. Chim sẻ đang chịu đường nâng cấp đầu máu. Sẻ bắt đầu đẩy ra ngoài và vẫn gây áp lực cho nhà màu 7. Nhà màu 7 bị gây áp lực đồng nghĩa việc là sẽ không ai có thể chơi được nhà của em thủ chim sẻ cả. Bắt đầu lao vào trong ruộng của đối phương. Cùng đòi hit kinh dân là rất nhanh. Làm tí vàng không? Đào thêm một tí vàng. Vâng, xây vàng bằng chiếc nhà chủ ăn vàng nó cũng phải đẹp đẽ cơ. Nó không thể xấu được. Vâng, màu 5 Egypt đi một tuần cùng bắn game thủ Mạnh Hào nhưng mà chả sao cả. Vâng, kể cả Mạnh Hào có chết chăng nữa thì sẽ vẫn sẽ cần bản đồ mà thôi. Màu 7 là một bài yếu nhưng đang tụ được khá nhiều cùng chứ không phải là ít. Vâng, rất nhiều dân màu 7 đang phải chạy. Bây giờ thì sẽ quay chạy và đấu khi có một kích cung giò nữa ở đằng sau. HC là điên cuồng. Bản đồ đi sẻ ơi. Vâng, ăn rất nhiều vàng, bắt đầu ra ngoài để phát triển khỏe hơn. Ăn thêm một mỏ vàng nữa, đào vàng được nâng cấp rồi, bắt đầu nâng cấp bản đồ. Quay trải với Hào nào, vâng, tham lai, vâng, sẻ 61 dần, xong dần quá khủng khiếp dành cho chim sẻ. Vẫn có một tờn đi móc máy nhà màu nằm và tiếp tục ăn được dần của màu bay. Tí tờ này đang không để ý, tí. Rồi, tờ này ăn được nhiều dần, vâng, pha về quá khủng khiếp của sẻ. Vâng, tí tờ này mất khá nhiều dần. Nhưng bây giờ sẻ cần phải sang để đỡ nhà cho Mạnh Hào. Khi thông tin nhận về là Mạnh Hào đang bị công rất rát, sẻ bắt đầu đập BK. Vâng, đi 3 kích quân mà vẫn ở nhà có thể đập được BK rất khủng khiếp. Còn Hào đang bị chơi. Hào thằng này bao nhiêu rồi? Hào thằng này 6x. Bị một tên ốp bất ngờ bởi Egypt của màu 5. Và có cả lạc đà màu 6 cũng như là cung R của màu 7. À không, như vậy là chỉ màu 5, màu 6 thôi, chứ không có 7 trong tên này. Hào tụt tham xuống còn 60. Nhưng cái điều quan trọng là sẻ vẫn đang cực kỳ yên ổn. Còn Hào vẫn đang có thể giữ thêm được một lúc nữa với một kích cung R bên trong. Hưng Nhổn đi lỗi quân. Hưng Nhổn anh đang không chú ý trong tơ này. Anh lao thẳng vào cung R Mạnh Hào như kiểu là trốn không người. Và anh đi ra thì thiệt hại là rất nhiều rồi. Hào vẫn sẽ đỡ nhận được, thậm chí là không cần đến sự giúp đỡ của game thủ chim sẻ. Còn đây là Hello Chip Boy. Một bài Chip Boy tiếp tục là cân 2. Vâng, Babylonian chém chết Greg của game thủ Vlub. Và đang quấy nhà màu 5 rất nhiều. Cực kỳ nhiều dân của Vlub đang phải nằm xuống. Sư bạn, đây là Hưng Nhổn. Đây là Hưng Nhổn. Anh đang mất rất nhiều dân. Vâng thôi, chim én thôi, ăn thế thôi, thôi thôi, én. Vâng, thay 19 em nó mất dân ở đâu kìa. Vâng, thay vừa bấy, túi còn 19 thì không sao. Những gì em làm trong trận này là quá tuyệt vời rồi. Quay trại với Mạnh Hào, Mạnh Hào đang nở lại, còn sẻ là người đã kích 4. Đội bạn muốn ốp sẻ chăng? Vâng, có ốp được không? Thằng này đã là một lốp rồi. Vâng, BC nhà chủ đập nhoa nhoét, vâng đi đang đứng ra bên ngoài để ăn thêm vàng. Lên 4 sẽ sánh còn hot tất nhiên rồi, vâng Hitty không hot thì có lỗi với đồng đội. No more đi, quay trở về hồi đi. À không, anh vẫn đang quấy. Vâng, bắt đầu hồi nhà chim sẻ rồi. 37/48. Ruộng đường cũng rất nhiều. Màu 5 muốn ốp sẻ tới màu 5 đi quân. Nhưng quân No More ở đây hoàn toàn để về đảo cho sẻ luôn. Vâng, chém cũng rất đồng. Một bài cho son hóa y à. Cùng đối phương là cùng Egypt nhưng No More không ngán. Anh bảo rằng tôi chơi luôn đấy. Nhưng mà anh chơi thì anh sẽ chết tên này thôi. Vâng, hổ báo thì... Vâng, hổ báo nó phải có cơ sở. Và tên vừa rồi là cái tên mà cái Egypt chưa lên giáp. Nhưng một hổ báo cũng có cơ sở nhưng Egypt nó trâu quá. Quay trại với sẻ thôi. Tham lai của game thủ cầm Egypt màu 5 nhỏ hơn tham lai của chim sẻ. Nhỏ hơn game thủ chim sẻ. Và tên này thì sẻ nó một đang muốn có một tên vây bắt. Khá nhiều cung của Egypt. Nhưng tên này thì không ngại viết bẩn. Lên 4 xong nâng cấp chặt gỗ 3. Nâng cấp... bắn chặn, nâng cấp lửa, nâng cấp các thể loại và đội bạn đã quýt 1-0 trong trận đấu thứ 5 dành cho game TV. Bài sẻ là bất tử ở trận này, bài quá đẹp so với quy định.
cho tao cá nào một. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.